Mình chào tất cả anh chị em mình nhá. Hôm nay thì đúng như là có hẹn để đặt lên. Hôm nay show em về cái sản phẩm máy rửa xe mang tên hiệu của Martin. Đây là dòng máy rửa xe mang tên hiệu của Martin. Con này có công suất 2300W và 123 và lực hút của nó là 8 lít trên 1 phút. Dòng máy này trang bị thiết kế rất là đẹp. Sản phẩm này là rất là mới nhá. Bao bì hộp nhựa và bao bọc xung quanh máy. Chế độ chống giật rất là an toàn cho anh em mình sử dụng. Đầu nối nhanh bằng kim loại. Hai bên đồng hồ áp 10 kg. Trong máy này thì có phụ kiện đi kèm, gồm một có phiếu bảo hành chính hãng đi kèm của dòng máy Martin, bảo hành 6 tháng kể từ ngày mua, kèm thêm một sách hướng dẫn sử dụng, một súng ruột bằng kim loại rất chắc chắn nhá, một đầu nối dài cho anh em mình sử dụng. Đây là lọc, còn đây là một cuộn dây dài 9m, dây này dài 9m. Đây là dây hút nước dài 2m, đầy đủ phụ kiện, không thiếu cái gì cả. Hôm nay thì số bên em về với số lượng dòng máy rửa xe Martin rất là nhiều và rất là đẹp. Bên số bên em bán rất là nhiều hàng về máy rửa xe uy tín cho anh em mình, rất là nhiều dòng, nhất rất là nhiều cái dòng máy mà bên shop em luôn như vậy là về với mẫu mã rất là đẹp. Dòng máy này là trang bị là 100% là motor là đồng. Nếu anh em nào mà phát hiện mà dòng máy này mà bằng ruột nhôm thì bên shop em sẽ là như vậy là sẽ đền 100 máy cho anh em mình khi mà sử dụng máy bên em nếu như phát hiện dòng máy này ruột bằng motor bằng nhôm. Hôm nay shop em về số lượng rất là nhiều nha anh em. Và Lê Minh làm clip này giới thiệu với anh em mình sản phẩm máy rửa xe Martin này. Thế nên em cả chuẩn bị đánh cho em nhờ anh chuẩn bị test máy cho anh em mình nhá. Đây, test máy cho anh em mình sử dụng rất là mạnh nhá. Đây là súng nối dài này anh em nhá, rất là mạnh. Anh em mình có thể rửa xe cũng như là vệ sinh máy lạnh, rửa nền nhà, tưới cây cảnh vân vân rất là mạnh. Đây là chế độ thịt, còn đây là chế độ phun xương, chế độ phun tưới cây trái cây rất là mạnh nhanh nha, rất là xa, rất là mạnh. Còn đây là nhiều rất là mạnh. Máy này là anh em mình dùng cả ngày luôn nha, dùng cả ngày luôn, rất là mạnh. Đây là bình bọt tuyết cao cấp để anh em mình sử dụng nha. Đây là bình bọt tuyết nha. Đấy, anh mình xem nha. Đây là bình bọt tuyết cao cấp. Máy trang bị cả bình bọt tuyết cho anh em mình sử dụng luôn. Anh em mình tháo ra. Anh em mình tháo ra nha. Dùng xịt lại bình thường. Rất là thuận tiện cho anh em mình sử dụng. Đầu súng nối dài. Thì hôm nay bên shop Lê Minh về kia dòng sản phẩm máy rửa xe Martin màu vàng cho anh chị em mình vừa làm clip giới thiệu cho anh chị em mình rồi. Anh chị em nào mà quan tâm sản phẩm máy rửa xe mang thương hiệu của Martin này thì có thể để lại cho em số điện thoại kèm theo địa chỉ, shop bên em sẽ có nhân viên tư vấn cụ thể cho anh em mình trước khi mua hàng. Và hàng về đến tận nhà thì anh chị em mình được kiểm tra máy, được test máy, được dùng thử máy và trải nghiệm máy. Nếu ưng ý thì anh chị em mình nhận máy giúp bên shop em. Còn nếu không ý thì anh chị em mình có thể là hoàn máy và không mất tiền. Một lần nữa thì shop Lê Minh cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý khách hàng đã luôn ủng hộ và luôn đồng hành cùng Lê Minh trong suốt thời gian qua. Anh chị em nào quan tâm sản phẩm máy rửa xe Martin thì có thể để lại cho em số điện thoại kèm theo địa chỉ, bên em sẽ như vậy là tư vấn cho anh chị em mình. Một lần nữa Lê Minh xin chân thành cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng trong những video tiếp theo lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại anh em mình.